Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 5 thân mến. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau tiếp tục đi chữ quyển bài tập toàn tiếng Việt lớp 5 tập 2 của cuốn sách Cánh Diều. Trong video ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em chữ bài tập tuần 30 Vươn tới trời cao. Phần đầu tiên sẽ là phần kiến thức trọng tâm. Trong phần kiến thức trọng tâm này thì các em sẽ được học kiến thức luyện từ và câu, là liên kết câu bằng cách thay thế từ ngữ. Thứ hai là các em sẽ học luyện viết, viết chương trình hoạt động. Thì đây chính là hai phần kiến thức trọng tâm mà các em sẽ được học ở trong tuần 30. Phần 2 là phần đọc hiểu và phần luyện tập. Trong phần đọc hiểu và phần luyện tập thì các em sẽ lắng nghe cô đọc bài đọc Chinh phục vũ trụ của tác giả Giang Anh. Sau đó chúng ta sẽ dựa vào nội dung của bài đọc để đi trả lời cho các câu hỏi ở phía dưới. Bài đọc Chinh phục vũ trụ. Hôm nay lớp Lan có buổi học tự chọn. Cuối giờ cô giáo chia lớp thành hai đội để chơi trò chơi trả lời câu hỏi. Ai là người châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ? Cô giáo hỏi câu cuối. Phi công Phạm Tuân ạ, đội Lan trả lời. Ông ấy là người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ thôi, đội bạn phản bác. Các bạn nhỏ bắt đầu tranh luận ầm ĩ, cô giáo lắng nghe, lát sau mới lên tiếng. Phi công Phạm Tuân là người Việt Nam, cũng là người châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ các em ạ. Cô mỉm cười rồi nói tiếp, ít người biết rằng ban đầu Trung tướng Phạm Tuân không phải là người đáp ứng được điều kiện về du hành vũ trụ, nhưng bằng sự quyết tâm và rèn luyện không ngừng nghỉ, ông đã thực hiện được sứ mệnh chinh phục vũ trụ của mình. Ông quả thật là một người gan dạ, dũng cảm và đầy nghị lực. Bài tập về nhà hôm nay của các em là hãy tìm hiểu xem tiêu chí để trở thành phi hành gia là gì nhé. Để các em biết rằng cần phải làm gì nếu có ước mơ trở thành phi công. Cô vừa dứt lời, tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên. Bài đọc của tác giả Giang Anh. Sau khi các em đã lắng nghe cô đọc xong bài đọc rồi thì chúng ta sẽ dựa vào nội dung của bài đọc để đi trả lời cho các câu hỏi ở phía dưới. Câu 1. Các bạn nhỏ tranh luận về việc gì? A. Ai là người châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ? B. Ai là người châu Á đầu tiên sống trên vũ trụ? C. Ai là người Việt Nam đầu tiên sống trên vũ trụ? D. Ai là người Việt Nam đã chinh phục được vũ trụ? Hôm nay cả lớp có buổi học tự chọn, cuối giờ cô giáo chia lớp thành hai đội để chơi trò trả lời câu hỏi. Ai là người châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ? Cô giáo hỏi câu hỏi cuối. Như vậy thì các bạn nhỏ đang tranh luận về việc đó là ai là người châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ? Vậy câu trả lời đúng cho câu hỏi số 1 ở đây là đáp án A. Các bạn nhỏ tranh luận về việc ai là người châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ? Các em khoanh tròn vào đáp án A. Câu 2. Nhờ đâu Phạm Tuân thực hiện được sứ mệnh chinh phục vũ trụ của mình? A. Ý chí và nghị lực của ông. B. Sự may mắn và tầm nhìn xa. C. Sự thông minh và khéo léo. D. Sự quyết tâm rèn luyện không ngừng. Ít người biết rằng ban đầu Trung tướng Phạm Tuân không phải là người đáp ứng được những điều kiện về du hành vũ trụ, nhưng bằng sự quyết tâm và rèn luyện không ngừng nghỉ, ông đã thực hiện được sứ mệnh chinh phục vũ trụ của mình. Như vậy thì nhờ đâu mà Phạm Tuân đã thực hiện được sứ mệnh chinh phục vũ trụ của mình? Đó là nhờ vào sự quyết tâm và rèn luyện không ngừng nghỉ của bản thân. Vậy câu trả lời đúng cho câu hỏi số 2 là đáp án D. Các em khoanh tròn vào đáp án D. Câu 3. Vì sao cô giáo muốn học sinh tìm hiểu tiêu chí để trở thành phi hành gia? A. Vì cô muốn các bạn nhỏ tìm hiểu thêm về Phạm Tuân. B. Vì cô muốn các bạn nhỏ hiểu những khó khăn khi bay vào vũ trụ. C. Vì cô muốn các bạn nhỏ sau này lớn lên sẽ trở thành một phi hành gia. D. Vì cô muốn các bạn nhỏ biết cần phải làm gì nếu muốn trở thành phi hành gia. Chúng ta sẽ cùng nhau đọc đoạn văn cuối cùng của bài đọc để tìm câu trả lời. Bài tập về nhà hôm nay của các em là hãy tìm hiểu xem tiêu chí để trở thành phi hành gia là gì nhé. Để các em biết rằng cần phải làm gì nếu có ước mơ trở thành phi hành gia. Như vậy thì lý do mà cô giáo muốn học sinh tìm hiểu tiêu chí để trở thành phi hành gia là vì cô muốn các bạn nhỏ biết cần phải làm gì nếu muốn trở thành phi hành gia. Vậy câu trả lời đúng cho câu hỏi số 3 là đáp án D. Các em khoanh tròn vào đáp án D. Câu 4. Em có suy nghĩ gì về phi công Phạm Tuân? A. Ông là người rất thông minh và có tài phân tích. B. Ông là người gan dạ, dũng cảm và đầy nghị lực. C. Ông là người rất chăm chỉ và chịu khó. D. Tất cả đáp án trên đều đúng. Qua sự chia sẻ của cô giáo thì các em thấy là Phạm Tuân là một người rất là gan dạ, dũng cảm và là đầy nghị lực. Bằng chính sự quyết tâm và rèn luyện không ngừng nghỉ của mình thì ông đã thực hiện được sứ mệnh chinh phục vũ trụ của bản thân. Vậy thì câu trả lời đúng cho câu hỏi số 4 ở đây chính là đáp án B. Phạm Tuân là một người gan dạ, dũng cảm và đầy nghị lực. Các em khoanh tròn vào đáp án B. Câu 5. Qua bài đọc trên em rút ra được bài học gì? A. Để đạt được ước mơ phải có ý chí, sự quyết tâm, rèn luyện không ngừng. B. Để vượt qua khó khăn, thử thách trong cuộc sống phải gan dạ, dũng cảm.
C. Để học hỏi thêm nhiều kiến thức mới phải khám phá vũ trụ. D. Khi gặp khó khăn chúng ta không được lùi bước. Vậy thông qua bài học này thì chúng ta hiểu ra một điều là để đạt được ước mơ thì chúng ta cần phải có ý chí, có sự quyết tâm và rèn luyện không ngừng nghỉ. Các em khoanh tròn vào đáp án A. Câu 6, em hãy cho biết mỗi từ ngữ in đậm trong đoạn văn sau thay thế cho từ ngữ nào? Cô có đoạn văn: Làng Đoài là một vùng quê yên bình, ở đây có một con suối, đó là nơi vịnh cùng mẹ gánh nước, tưới cho những luống rau trồng trên bãi. Mỗi khi ngắm nhìn nó, cậu bé thấy quê hương mình thật tươi đẹp. Ở đây cô sẽ có các từ in đậm là từ đây, từ đó, từ nó và từ cậu bé. Vậy chúng ta sẽ cùng xem là các từ ngữ in đậm này thì sẽ thay thế cho những từ nào ở trong đoạn văn để tránh lập từ ngữ các em nhé. Đầu tiên là từ ở đây. Từ ở đây này sẽ thay thế cho từ làng Đoài. Làng Đoài là một vùng quê yên bình, ở đây có một con suối, tức là ở làng Đoài có một con suối. Vậy thì từ đây sẽ thay thế cho từ làng Đoài. Tiếp theo, cô có từ đó. Đó là nơi vịnh cùng mẹ gánh nước, tưới cho những luống rau trồng trên bãi. Vậy đó là ở đâu? Đó chính là ở con suối. Ở đây có một con suối là nơi vịnh cùng mẹ gánh nước, tưới cho những luống rau trồng trên bãi. Vậy chúng ta sẽ thấy là từ đó này sẽ thay thế cho từ con suối. Tiếp theo, cô có từ nó. Mỗi khi ngắm nhìn nó, cậu bé thấy quê hương mình thật tươi đẹp. Vậy thì từ nó ở đây là từ nào? Từ nó ở đây thì sẽ thay thế cho từ con suối. Mỗi khi ngắm nhìn con suối, cậu bé thấy quê hương mình thật tươi đẹp. Từ cuối cùng là từ cậu bé. Cậu bé ở đây thì sẽ thay thế cho từ vịnh. Cậu bé ở đây chính là chỉ bạn vịnh. Mỗi khi ngắm nhìn con suối, vịnh thấy quê hương mình thật tươi đẹp. Câu B, các từ ngữ thay thế ở đoạn văn trên được dùng để làm gì? Vậy thì các em thấy là những từ ngữ được thay thế ở trong đoạn văn này là được dùng để tránh lập từ ngữ ở trong câu. Vậy chúng ta sẽ có câu trả lời cho ý B là các từ ngữ thay thế ở đoạn văn trên được dùng để tránh lập từ ngữ. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 7. Em hãy tìm các từ ngữ thay thế để liên kết câu trong đoạn văn sau. Cô có đoạn văn sau: Mai An Tiêm là một người có lòng tự trọng, kiên nhẫn và không khuất phục trước những khó khăn thử thách. Đức tính của chàng trai trẻ là vậy. Chàng muốn tự lập, tự hai bàn tay mình làm ra miếng cơm manh áo chứ không muốn sống dựa vào người khác. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm các từ ngữ thay thế để liên kết câu ở trong đoạn văn này. Từ đầu tiên ở đây là từ chàng trai trẻ. Từ chàng trai trẻ ở đây thì sẽ thay thế cho từ Mai An Tiêm. Đức tính của Mai An Tiêm là vậy. Thay vì sử dụng từ ngữ là Mai An Tiêm thì chúng ta sẽ thay thế là từ chàng trai trẻ để tránh lập từ ở trong câu. Cô có từ tiếp theo là từ vậy. Từ vậy ở đây thì sẽ thay thế cho cụm từ đó là lòng tự trọng, kiên nhẫn và không khuất phục trước những khó khăn thử thách. Đức tính của Mai An Tiêm là có lòng tự trọng, kiên nhẫn và không khuất phục trước những khó khăn thử thách. Vậy thì chúng ta sẽ có từ ngữ thay thế tiếp theo đó là từ vậy. Chàng muốn tự lập, tự hai bàn tay mình làm ra miếng cơm manh áo chứ không muốn sống dựa vào người khác. Chúng ta lại tiếp tục có từ chàng. Từ chàng ở đây là từ được thay thế cho từ Mai An Tiêm. Như vậy, trong đoạn văn này chúng ta thấy có từ Mai An Tiêm được thay thế bởi từ chàng trai trẻ và từ chàng. Còn từ vậy thì được sẽ được thay thế bởi cụm từ là có lòng tự trọng, kiên nhẫn và không khuất phục trước những khó khăn thử thách. Vậy thì các từ ngữ thay thế để liên kết các câu ở trong đoạn văn này đó là từ chàng trai trẻ, từ vậy và từ chàng. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 8. Hãy gạch chân các từ ngữ được dùng để liên kết câu trong đoạn văn sau. Cô có đoạn văn: Trưng Trắc và Trưng Nhị là hai nữ anh hùng đầu tiên trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Họ là những vị anh hùng dũng cảm, đáng ngưỡng mộ. Vậy ở trong này chúng ta sẽ có các từ ngữ dùng để liên kết câu ở trong đoạn văn này. Đầu tiên là Trưng Trắc và Trưng Nhị và từ họ. Từ họ ở đây thì sẽ thay thế cho từ Trưng Trắc và Trưng Nhị để tránh lập từ ngữ ở trong câu. Như vậy ở trong đoạn văn này thì chúng ta sẽ có từ Trưng Trắc và Trưng Nhị và từ họ sẽ là những từ ngữ dùng để liên kết câu ở trong đoạn văn. Câu 9. Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để liên kết các câu trong đoạn văn sau. Cô có đoạn văn: Vào năm 1980, Phạm Tuân là người châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ. Con đường trở thành phi công của Phạm Tuân. Vậy thì
Các em thấy là ở câu trước chúng ta đã có từ phạm tuân rồi, nếu như chúng ta lập lại từ phạm tuân thì đoạn văn sẽ mắc lỗi lập từ. Vậy thì ở đây chúng ta thay vì sử dụng từ phạm tuân thì chúng ta sẽ sử dụng một danh từ thay thế, đó là danh từ ông. Vào năm 1980, Phạm Tuân là người châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ. Con đường trở thành phi công của ông đầy gian nan và vất vả, nhưng không vì vậy hoặc là không vì thế. Ở đây chúng ta có thể sử dụng đại từ thế. Đại từ thế ở đây sẽ thay cho từ gian nan và vất vả, nhưng không vì gian nan và vất vả. Thì chúng ta sẽ không muốn lặp lại từ gian nan. Chúng ta không muốn lặp lại từ gian nan và từ vất vả thì chúng ta sẽ sử dụng đại từ thế để thay thế cho hai từ này. Nhưng không vì thế mà Phạm Tuân. Vậy thì ở đây chúng ta, nếu chúng ta điền từ Phạm Tuân thì chúng ta sẽ tiếp tục bị lặp lại từ ngữ ở câu văn số 1. Vậy chúng ta sẽ thay bằng một danh từ dùng để thay thế, đó là nhà du hành ấy. Nhà du hành ấy tức là chỉ Phạm Tuân. Nhưng không vì thế mà nhà du hành ấy từ bỏ ước mơ của mình. Thì đây chính là đoạn văn hoàn chỉnh khi chúng ta điền các từ ngữ dùng để liên kết câu trong đoạn văn. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần 3, viết chương trình hoạt động. Em hãy tìm ý cho chương trình trao tặng sách của lớp em đến những học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong trường. Vậy thì ở trong phần viết chương trình hoạt động này là chúng ta sẽ đi lập sản ý. Chúng ta sẽ tìm ý cho chương trình trao tặng sách của lớp em đến những học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở trong trường. Thì cô sẽ có phần tìm ý như sau. Đầu tiên thì các em cần phải xác định được mục đích của chương trình hoạt động này là gì. Đó là để nâng cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ và sẻ chia. Vậy thì mục đích để thực hiện cái chương trình trao tặng sách của lớp em đến những học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong trường là để nâng cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ và chia sẻ. Thời gian và địa điểm diễn ra chương trình là vào ngày 30 tháng 9 năm 2024 tại hội trường trường tiểu học Kim Liên. Thứ ba, thành phần tham gia ở đây thì gồm những ai? Có ban giám hiệu nhà trường, có giáo viên chủ nhiệm của lớp 5A và toàn bộ học sinh lớp 5A và học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường tiểu học Kim Liên. Phần 4 là các hoạt động cụ thể. Vậy thì những hoạt động cụ thể trong chương trình là gì? Đầu tiên là tập trung tại hội trường của trường học này. Sau đó thì cô tổng phụ trách của liên đội sẽ phát biểu ý kiến và bắt đầu chương trình. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ trao tặng sách đến các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở trong trường và chụp ảnh lưu niệm. Tiếp theo là phần thực hiện công việc. Chúng ta sẽ có các công việc cụ thể như sau. Thứ nhất là chuẩn bị sách để trao tặng, là toàn bộ các bạn học sinh lớp 5A sẽ cùng nhau chuẩn bị sách trao tặng. Thứ hai là chuẩn bị giấy mời và đưa giấy mời, là ban cán sự lớp. Dẫn chương trình sẽ là lớp trưởng của lớp 5A và trao tặng sách sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp 5A. Thì đấy chính là những công việc thực hiện và những người thực hiện công việc đó. Như vậy là cô đã hướng dẫn các em xong phần tìm ý cho chương trình trao tặng sách của lớp em đến những học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở trong trường rồi. Phần 4 là phần trao đổi sáng tạo. Em hãy quan sát bức tranh sau và cho biết con người chinh phục bầu trời bằng cách nào. Vậy thì theo các em, con người chinh phục bầu trời bằng cách nào? Con người có thể chinh phục bầu trời bằng thứ nhất là khinh khí cầu này, thứ hai là bằng máy bay này, thứ ba là bằng tàu không gian, hoặc thứ tư là bằng cánh diều. Thì đây là những cách mà con người có thể chinh phục bầu trời. Như vậy là cô đã hướng dẫn các em chữa xong bài tập của tuần 30 rồi. Các em hãy ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình. Ở video lần sau, cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em chữa bài tập của tuần 31. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video lần sau.